Ừ, thì nếm giùm em thêm lần nữa coi được không? Gì? À quên, chị thử đến 5 lần rồi, bây giờ cái miệng của chị nó không thể nào nó cảm nhận được vị nữa. Thế nên là danh, đi ra đây thử xem canh chua ngao có ngon không. Đi, khổ quá, cái miệng của chị bây giờ nó bị tê, nó kiểu bị bại liệt rồi. Đi, đi ra thử đi. Đi ra thử cho em thử cái. Nào. Đây rồi. Thử đi. Đây, xem nào. Ui, nóng. Có sao? Ừ, không sao, không sao. À, chị không nhìn thấy gì đâu. Bình tĩnh, cứ đến gần với nhau đi em. Thêm một tí mắm vào cho thơm. Mẹ Cúc vào thích ăn món này. Em biết mẹ thích ăn cơm với lại canh ngao chua cho nên em mới tập nấu. Chừng nóng. Trâm Anh. Dạ. Quên chưa cầm cơm. Xong rồi tới giờ cơm thôi. Thế thôi thôi ăn canh giùm em cái này đi. Đi 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 mua nhanh nhanh thôi mọi người. Đi đi mua đi. Đi mua cơm đi, mai làm cơm ra. Cảm ơn.
mẹ em lăn xuống đất anh không đền được đâu.